Xin chào các bạn, đây là hai rổ dâu ngô của mình nha. Đấy. Mình đang nhặt dâu ngô, có một bạn khách hàng đặt của mình mấy cân dâu ngô, thế và mình nhặt đây thì mình đã đóng gói cho bạn rồi và còn dư hai rổ dâu ngô nha các bạn nhé. Cái dâu ngô này thì không phải là lúc nào mình làm cũng được các bạn ạ, phải đợi vào lúc trời nắng thật to, thật là thuận tiện thì dâu ngô nó mới thơm và nó mới bông. Chứ không thì nếu như các bạn mà lấy vào cái buổi trời mưa ấy, thì mình đã dính một lần rồi. Mình đi hái dâu ngô gặp phải trời thời tiết mưa dầm, thế xong mình cũng rất là cẩn thận, mình mang đi để mình vào cái lò sấy chè để mình sấy. Nhưng mà không những không sấy được mà nó còn cháy hết, bén nó bết bền bệt vào các bạn ạ. Đợt đấy là mình lấy dâu ngô tươi, dâu ngô nếp, thế xong bao mang đi sấy thì là nó cứ bết bết, xong rồi nó bén vào, thế là cháy hết cả. Và không những không ngon mà còn không làm được, còn bỏ luôn các bạn ạ. Nhưng mà đây hôm nay mình đợt này nó nắng này các bạn nhìn này, cái bẹ của nó còn khô đến mức độ như thế này, thơm ngon thôi, khô lắm các bạn ạ. Cái này mình lấy tích trữ để cho trâu. Với lại cũng có khách hàng người ta làm cái thủ công mỹ nghệ ạ, thì không biết là người ta mua cái này để làm gì, để đan ví dụ những cái giỏ cái diệc gì, nhưng mà như mình là mình không đan, mình không biết, thì cũng cần phải lấy những cái bẹ ngô nó hơi được nắng như thế này nhé. Thì bây giờ là đến mùa này, nó mấy hôm nay là thời tiết ở quê mình ở Phú Thọ này nó nắng này các bạn, nhìn thời tiết này nắng cả tháng trời luôn các bạn ạ, nắng cả một tháng trời luôn, không có một giọt mưa, cứ nắng 36, 37, 38, 39 độ các bạn ạ. Thế thì nhân tiện đây là mình cũng phơi cái bẹ này cho bạn ấy, cho một khách hàng. Trên kênh của mình thì không phải là mình bán bất cứ một cái thứ gì, nguyên một thứ gì, và mình bán rất nhiều thứ các bạn ạ. Nếu khách hàng có nhu cầu bất cứ một cái món gì là mình cũng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng nhé. Đấy. Thế ai cần cái bẹ ngô này là mình cũng lấy cho, và mình phơi rất là cẩn thận, xong mình đóng bao, đóng gói cất đi cẩn thận. Như và cái dâu ngô này thì mình đã đóng cho một bạn khách là 3 kg rồi. Thế và đây còn dư hai rổ này, thì nếu như bạn nào có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0898 717 146 nhé các bạn nhé. Đây thực tế đây này, thực tế này, dâu ngô cực kỳ ngon, thơm ngon, phơi có đúng một nắng thôi là nó khô. Nắng hôm nay nắng 38 độ các bạn ạ. Đấy. Mình đi bẻ về xong rồi bóc ra. Dâu này á là dâu ngô ở trong bắp các bạn ạ, chứ không phải là cái dâu phun ra mà mình vặt đâu. Dâu phun ra thì là nó nắng quá nó giòn, khi mình bẻ nó giòn hết rồi. Còn đây là cái ngô, dâu này là dâu nằm ở trong trong bẹ dọc theo bắp ngô ấy. Mình bóc ra xong bắt đầu là mình phơi. Đấy, đây vào mình phơi đây này các bạn này. Mình phơi lẫn, khi bóc ra là mình phơi lẫn, mình lấy cả cái bẹ của nó, thế nên là mình phơi lẫn cả cái bẹ, lẫn cái dâu ấy. Thế thì bởi vì mình thấy trời nó nắng, thế nên là mình mới phơi lẫn như thế này. Và bây giờ mình ngồi mình lựa, như cái lúc mà mình phơi thì nó nắng quá, mà khi bóc thì cũng vội vội ấy các bạn, là mình không lọc được ra. Nên bây giờ mình mới phơi lẫn thế này. Cái sân của mình đây nó cũng là sân gạch lát sạch sẽ, mà thời tiết nó nắng ráo ấy các bạn. Ôi, sạch sẽ lắm, sạch sẽ lắm mà tuyệt vời lắm. Đúng là dâu ngô phơi một nắng này. Cái dâu của cái bắp ngô non mà phơi có một nắng thôi mà nó cũng khô giòn tan nha các bạn ạ. Xong xoạc này, thơm lắm các bạn ạ. Chứ các bạn ở thành phố mà các bạn muốn uống cái trà dâu ngô, cái trà dâu ngô để nói là cái dâu ngô này thì rất tốt cho sức khỏe. Đấy. Về mát gan mát thận rồi thì là nó có nhiều cái tác dụng cho sức khỏe lắm các bạn ạ. Thế mà người ta chế biến ra trà dâu ngô, mỗi một gói trà dâu ngô thì liệu có được một rúm nho nhỏ thế này không các bạn, liệu có được rúm như thế này không, chắc là không được, người ta còn thêm cái thứ khác vào nữa chứ. Nhưng mà như cái dâu ngô này của mình đây, thực tế
là người thật việc thật, thực tế nhé các bạn nhé. Đấy, bẹ ngô này các bạn nhìn, nếu như mà không được nắng thì bẹ ngô nó không bao giờ được sáng sủa như này đâu. Đây là sáng nay mình bóc đấy các bạn ạ, sáng nay mình thu hoạch mình bóc đấy. Mình mệt quá mình không có thời gian mình quay, và đến bây giờ thì mình quay cho các bạn xem là thực tế mình phơi xong bắt đầu mình đóng gói. Mai là mình lại gửi mang lưu điện mình gửi cho bạn ở Khánh Hòa nhé, một bạn ở Khánh Hòa, Nha Trang Khánh Hòa, ở thành phố biển. Bạn bảo ở chỗ bạn thì bạn chỉ có đi mua cái gói trà dâu ngô thôi, tuy rằng rất tiện lợi nhưng mà cảm thấy nó vừa đắt và nó cũng không được thực tế nguyên chất cho lắm. Thế là bạn đặt mình lấy cho 3 kg thì mình đã lấy được rồi, và đây mình vẫn còn dư, nhà mình trồng nhiều ngô lắm các bạn ạ. Chỉ có vùng nông thôn mình mới có thôi. Thế là một, thứ hai là cho dù là nông thôn nhưng các bạn mà không gặp nắng, không thuận nắng thì cũng không ngon đâu các bạn ạ. Nếu không thuận nắng thì dâu ngô của chúng ta nó sẽ bị mốc luôn. Nó mốc thì khi chúng ta sử dụng nó không ngon. Thế nên là nhân tiện cái dịp nắng này thì mình lấy cho một bạn xây xong rồi thì mình cũng lấy dư thêm ra đây. Nếu như khách hàng nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhé, alo cho mình và cho địa chỉ là mình sẽ gửi đến tận nơi cho. Cái này về là các bạn không cần phải phơi lại, không cần phải sao xếp gì nữa cả, là các bạn chỉ việc là cứ thế cho vào hãm như kiểu hãm chè ấy các bạn. Đấy, hãm như hãm chè thì xong rồi là các bạn uống, các bạn dùng rất mát. Những người bị bệnh thận ấy các bạn ạ, bệnh thận mà dùng dâu ngô này thì chết cả tuyệt vời. Bị bệnh đái buốt, đái dắt. Đấy, thì mà nói thì cả mẫu ngô mới được có được khoảng độ kg, hơn kg dâu khô thôi các bạn ạ. Rất là công phu, thật là công phu, mà thật là gặp dịp gặp thời thì mới làm được cái dâu ngô rất là ngon. Đây các bạn nhìn cái bệ ngô nó đẹp như thế này. Có một khách hàng năm ngoái đã đặt cái bệ này của mình để về và dùng cái này để đan thủ công mỹ nghệ ra những cái sản phẩm đẹp lắm các bạn ạ. Làm mũ rồi làm đai rồi làm các cái để chén để ấm đẹp lắm. Cái rổ cái giá người ta đan người ta bệnh như này vào đẹp lắm, nhưng mình thì không biết làm, và mình cũng phơi được cẩn thận như này là mình cũng để dành cho bạn nhé. Rồi video của mình chia sẻ cách lấy dâu ngô làm sao cho nó hiệu quả nhất, ngon thơm ngon nhất. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.